saxophone trong bánh hàng đấy. Trong trắng vẫn có haters, hay mình chín cổ thông cho 73. Mỗi khi các bước đến là anh đại giá. Thành đùa đây, không có tao không ai biết mày là ai. Ignore them haters, không nhắc lần hai. Không quan tâm đến đàn bà, không quan tâm đến đàn ông. Và thứ đặc biệt làm tao quan tâm đến là tài khoản ngân hàng có rất nhiều con số không. Chẳng có thể mày ghét tao đến tận 2020. Mày ghét hết cái thời gian thì vẫn còn mà ai nuôi. Em biết ở đâu không? Đưa anh số phone cho bán hàng đấy.